Bán năm nay nhiêu tuổi nhiêu? Dạ mình đã năm nay 35 tuổi. Rồi bây giờ chôn cất ở đâu? Dạ ngoài vườn. Hình như nghe nói là quê ông xã ở Tháp 10 hả? Dạ. Thì không có về chôn cất ở quê sao? Dạ ảnh về đây anh chết rồi, trên bên em bên ảnh cũng nghèo dữ lắm rồi, đâu có ấy đâu, rồi về đây chôn cảnh cũng không có đất nữa. Ừ. Rồi lúc đó chi phí về sao? Dạ chi phí thì cũng người ta cho tiền ủng hộ em lúc trước á, để tiền đó ra làm đám ảnh á. Bây giờ anh gửi cho cưng nha, 1 triệu nè, anh đổi ra tiền Việt cho mình luôn á, để tao cưng không biết đi đổi. 2 triệu nè, 3 triệu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì ở trong những video clip trước đó, Bùi Hồ có quay cho cô bác xem về hoàn cảnh của bé Như sống với lại một người con của mình. Và tay của em thì bị một cái khối u, người ta đặt là tay voi. Hôm nay thì có dịp quay trở lại để thăm cái hoàn cảnh của em. Dạ con chào bác ạ. Dạ. Bé Như ở đâu bác? Ở nhà dưới hả? Dạ. Ủa con hôm nhà của mình, nhà cũ của mình dở hả bác? Dở, sập hở 10 phút. Dạ. Cho được cái nhà. Dạ, hôm trước con có lên nhà đó một lần. Dạ. Bác cậu khỏe hả bác? Như khỏe hả? Con có nắm bắt được một số thông tin là chồng của Như mất hả bác? Dạ. Bác dẫn con vô trong này nha. Đây là cái con đường mà dẫn vào nhà bé Như nè. Nhà bé Như thì trước đây Bùi Hồ có quay một cái clip đó là bé Như được những người mạnh thường quân hỗ trợ cất ngôi nhà. Ờ. Ừ. Chú chào con nha. Nghe nói con bị bệnh hả? Dạ. À, chào Như. Ừ. Đây là hôm nay anh quay trở lại thăm về hoàn cảnh của mình đó Như. Bật đèn lên cho sáng Như. Rồi mấy ngày nay mưa gió có đi bán gì không Như? Bác bán con chết giờ nghỉ mua đi được. Ừ. Đây là bàn thờ của ông xã em hả? Dạ. Có bác đi không? Ừ. Nó cầm con thắp nhang đi. Nó cầm gì đâu, cầm gì đâu. Dạ. Đây là ông xã em mất hả? Dạ. Đây là con thắp nhang hương đây. Bán năm nay nhiêu tuổi Như? Dạ, đã năm nay 35 tuổi. Thì ông xã sao mất nha? Dạ ông về ông đi làm rồi về ông đi thăm, về ông thăm bé Quỳnh à. Rồi cái ông ngủ ông đêm cái ông nằm võng rồi sao nó nhức đầu á, rồi cái bé mua cho ông viên thuốc uống rồi nằm võng rồi ngủ luôn, nghe tưởng đâu làm uống thuốc rồi ngủ. Nó ngủ hoài không thức rồi em hồi kêu cái sao ông chết thằng nào em cũng không biết luôn á. Ở trong nhà này luôn hả? Dạ, nhà dưới. Hồi đó còn nhà dưới. À, dạ. Cái nhà tre dưới hả bạn? Dạ. Chết ở nhà dưới hả? Dạ. Cách đây bao lâu? 3 tháng hả? Dạ, chưa được 3 tháng, tới thăm chính thì mới được 3 tháng rồi. Là có nghĩa là đi làm rồi lúc trước là nghe nói ông xã đi rồi sau này dạ, về hả? Dạ, về thăm bé. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ chôn cất ở đâu? Dạ, ngoài vườn. Vườn hả? Hình như nghe nói là quê ông xã ở Tháp 10 hả? Dạ. Thì không có về chôn cất ở quê sao? Dạ, ảnh về đây ảnh chết rồi, trên bên em bên ảnh cũng nghèo dữ lắm rồi, đâu có ấy đâu, rồi về đây chôn cảnh cũng không có đất nữa. Ừ. Rồi lúc đó chi phí về sao? Dạ, chi phí thì cũng người ta cho tiền ủng hộ em lúc trước á, để tiền đó ra làm đám ảnh á. Ừ. Hết chi phí nhiều không Như? Dạ, cũng mười mấy triệu à. Ừ. Má mồ luôn chứ. Má mồ luôn mười mấy triệu hả ba? Ừ. Nghe nói hôm trước anh cũng có xem một số thông tin là em cũng bị gạt hả? Dạ. Hết nhiêu tiền nữa? Dạ, hết 2 triệu mấy cái điện thoại à. Ừ. Bà cũng bị luôn, nó chở bà đi ra máy nó bỏ, cái nó lột đồ bông của bà. À, nhỏ mấy nhỏ con mới cho, mới chưa hết ham rồi đăng ấy rồi. Cái nó cũng lột, rồi cái sợi dây của bác đeo ông Thật rồi đó, nó cũng lấy luôn hết luôn, rồi bác mất 1 triệu mấy bạc ở trong túi luôn. Là hai bà với lại Như là nhỏ 3 triệu mấy. Khác à. Còn tôi là họ làm sao mà gạt em Như? Dạ họ là
đi ra ngoài lộ đi, rồi có người ta nước ngoài, đoạn nước ngoài về á, rồi cho tiền á, rồi kêu em lên xe chở em đi á. Bỏ chỗ mẹ ăn chỗ con chỗ gì đó khác. Trời ơi. Rồi bây giờ không có bán luôn. Bây giờ không có bán vậy rồi tiền đâu sang? Dạ cũng còn tiền của cái chú bên nước ngoài á, lâu lâu cái chú gửi về cho cài á. Dạ chú nói bệnh vậy thôi đi để đi rồi chú lo cho con bé với lo cho con bán, con đi bán không nổi để chú lo từ từ chú gửi tiền về. Trước khi mất chồng của em thì có nói là đâu? Dạ không, tại vì anh về rất chiều tối rồi cái anh về rồi cái anh ngủ rồi cái sáng lên nhức đầu anh kêu nhỏ con gái xuống con gái rồi mua đưa cho nó uống viên thuốc rồi cái là anh ngủ luôn vậy đó chứ không có nói với em được lời nào hết chứ. Về được bao lâu như? Dạ cũng như là chiều chiều có 5-6 giờ chiều về rồi là ngủ á. Em đứng qua đây nè. 5-6 giờ chiều hả? Dạ. Vậy là trong ngày đó luôn hả? Dạ là đi ngủ một đêm. Sáng là mới chết. Ăn uống được khỏe mạnh không lúc trước á, ngày trước á? Có ăn hả? Dạ cũng ăn uống bình thường à. Đó ai cũng nói thuộc quỷ gì đó chứ ơi. Dạ. Nhức đầu quá cái người nó đứt chơi tâm xong gì đó. Lúc đó là bối rối hết trơn dạ, hả bà? Dạ. Không biết. Rồi bây giờ sao Như? Lúc trước thì cũng như nói là chồng được bỏ đi. Dạ. Thì cũng có ngày về, bây giờ là chồng thì đi luôn rồi. Đi luôn hết giờ đó. Thì thời gian tới dự định là em với con mình sao? Thì hai mẹ con tự sống chứ giờ biết làm sao giờ. Nó cứ 1 tháng đi thành thành phố 1 lần nha cháu. Dạ bé này hả? Dạ tới tháng thứ 6 này là đi cái cháu đi nữa rồi, cứ 1 tháng. Biết cái tay của em bây giờ đỡ chưa? Dạ cũng vậy hả. Quá trời. Bây giờ thấy em ốm gầy hơn lúc trước nữa vậy dạ, Như? Lưng rồi cũng đó. Lưng rồi nó bị cong. Không được vậy chứ. Ồ sao rồi Như? Ăn lắm. Ăn ngủ không được hả? Dạ. Đêm ngủ được mấy tiếng? Ngủ dựng chút mà. Trời ơi, ngủ một chút hả? Dạ. Ăn không được luôn hả? Dạ, ăn không ngon, cũng không ngon mà. Chỉ ngủ chén cơm mà. Buồn nó ảnh hưởng hay là dạ, hay là sức khỏe của em ở trong nó vậy? Bệnh của em nó cũng vậy, nó lúc trước cũng vậy đó. Hôm nay lâu lắm rồi anh mới trở lại thăm cái hoàn cảnh của em. Cũng có Mạnh Thường Quân gửi tiền cho anh nhưng mà tại vì con thì cũng công việc của con thì nhiều mà đợt vừa rồi thì con đi công việc ở ngoài kia nên anh trở lại Mạnh Thường Quân có gửi tiền cho anh. Thì có hai Mạnh Thường Quân, một là cô Lư Thị Lan ở Việt Kiều của Mỹ á Như, gửi cho em cái số tiền là Lư Huệ Lan ha, gửi cho em cái số tiền là 200 USD. Thì anh biết em đổi tiền ra không được nên anh đổi ra tiền Việt cho em luôn. Là 100 USD của mình đó là 2.310.000. Thì con đổi ra luôn là được, là ở đây được là 200 USD được là 4.620.000 đồng. Anh trao cho em luôn nha. Để anh đếm lại xem. Mà anh ngang đó anh đổi luôn. Có một số Mạnh Thường Quân gửi cho anh đi trao không kịp á Nhưng dạ. Bác cầm giùm con cái má cầm. Dạ cái cầm dạ. Rồi rồi thời gian sắp tới mẹ con chuẩn bị có chuẩn bị làm gì không? Dạ thì hai mẹ con làm sống gì đây kia thì em khỏe thì em bán, còn có cái thì chú bên nước ngoài đó chú nói thì chú lo cho em đó, thì chú lo cho mẹ con em chứ giờ em cũng biết làm sao nữa. Nè thì dạ vậy thôi mà. Này anh bây giờ anh gửi cho cưng nha. 1.000.000 nè. Anh đổi ra tiền Việt cho mình luôn á, để tao cưng không biết đi đổi. 2.000.000 nè. 3.000.000 nè. 4.000.000 nè. 600 nè. Là 100 USD á Như, là 2.310.000 với lại 20.000 đồng nè, là đủ là 200 USD á, anh đổi cho cưng luôn. Rồi với này thì một Mạnh Thường Quân là một cái bé này lâu quá rồi cái anh quên tên luôn, chuyển khoản cho anh là 50.000 đồng, anh gửi cho cưng luôn nha. Rồi đó là số tiền tổng cộng là 4.670.000 đồng. Thì sau khi nhận tiền có muốn nói gì với Mạnh Thường Quân không? Con em xin cảm ơn các cô các chú đã lo cho mẹ con của em để có tiền, chứ giờ em cũng mới tắt quá, em cũng không biết làm sao hết.
Thì em cũng thay mặt em cũng cảm ơn rất là nhiều. Em có thể đọc lại cái địa chỉ của mình không? Dạ là em là ở Lê Thị Bình Như, tổ 19, ấp 3, xã An Thái Trung. Bây giờ có số điện thoại lên thì nguy hiểm quá. Dạ. Mới dạ, trao tiền có số điện thoại thì nguy hiểm lắm. Nên thôi thì anh không có để số điện thoại cưng lên màn hình nha. Dạ. Mai mốt thì cái vụ mà bị gạt đó, mai mốt là hỏi, ví dụ như hỏi cưng phải hỏi cái người người đó là người thân của ai và điện thoại trực tiếp. Ví dụ nó quen anh Bùi Hồ đi. Dạ. Thì cưng phải điện cho anh. Dạ. Thì anh phải xác định coi có người đó là có quen hay không, có gửi tiền tiệc hay không nha. Nhớ lưu ý là cẩn thận, cắt tiền cho cẩn thận nha Như. Không có, mình bị một lần rồi, rút kinh nghiệm, có gì mình phải hỏi cái người trực tiếp. Nó hỏi cô là người quen ai à. Ừ, với lại người ta có trao tiền cho mình á, nước ngoài có trao tiền cho mình á, là người ta sẽ đem trực tiếp đến nhà cho mình, chứ mình không có chạy đi đâu mình lại lấy hết trơn ngang. Ờ, rút kinh nghiệm nha. Anh nghe hôm trước anh thấy trên clip của anh cũng thấy anh bức xúc cái những cái không hiểu sao những như hoàn cảnh rất là khó khăn mà lại còn đi gạt nữa. Đó. Tôi khổ, tôi có 1 triệu mấy bạc, tôi đi bán giấy số cũng lấy hết trơn, chú ơi, bữa gì tôi khóc, tôi không có bán được luôn, nghỉ hết mấy ngày. Bà biết con từ ở con ở xuống đây 60-70 cây số, dạ. Đi đường vòng vòng mà đường nhỏ quá, dạ. Rồi mới đi kiếm mới thấy nè. Dạ. Rồi thôi thì chúc cưng với bé cố gắng lên nghe, vượt qua nỗi đau này. Anh thay mặt Mạnh Thường Quân, con cũng thay mặt Như với lại gia đình với lại bà, bà đây là mẹ của Như, cảm ơn cô Lưu Hội Lan luôn ở Việt Kiều Mỹ bà, với lại bé, một bé rất là có tấm lòng, rất là ủng hộ em nha. Rồi chào em nha, rồi xin phép chào luôn và cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Hôm nay cũng mưa gió quá trời luôn rồi. Rồi dạ con đi nha bà nha. Mạnh Thường Quân gửi con thì con phải lâu mới có đi, có dịp con mới đi. Dạ, nên thành thử là hôm trước con cũng có điện cho Như mà lâu lắm. Hôm trước thì cũng có điện nha mà lâu lắm mới đi được nha Như. Thật ra thì đi hôm nay cũng ngay vào trời mưa gió như thế này nè cô bác quý anh chị. Ở trong video clip Bùi Hồ có trao tiền có hơi trễ thì cô bác quý anh chị thông cảm, tại vì công việc của Bùi Hồ rất là nhiều, chỉ đi được vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Và đợt vừa rồi thì hè Bùi Hồ phải đi ra Bắc nên không có ghé nhà Như được. Hôm nay mới ghé trao tiền lại cho Như. Mong cô bác quý anh chị thông cảm và ủng hộ Bùi Hồ nha.